đó chỉ ăn ăn uống là mình với hả? À. Mới có à. Đúng rồi, bắt đầu từ 8 giờ tối. 8 giờ tối. 8 giờ tối là còn cái chuyến buổi sáng. Có vé luôn. Buổi chiều hết luôn. Bây giờ mình đi gì Thanh Đa hả? Mấy người? Bữa là đi. Biết đường xong hết vé rồi. Từ giờ tới tối là hết tới 8 giờ là bây giờ đến tối là tức là cái này nó tìm chuyến được nhé. Dạ. Nó sẽ có là ví dụ như là nó có ghế lúc dạ. này đúng không, cái mình bấm vào rồi. Bắt cái này. Ôi, con đi. Ôi, ui giời, nó mừng. Trời ơi, nó mừng quá.